Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Lộ âm mưu nhòi tiếng tàu vào mầm non Việt, dân phản đối, tuyên giáo đem công an ra đe. Ngày 1 tháng 12, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã ban hành quyết định số 4119 về việc phê duyệt sách giáo khoa lớp 5 cùng với sách giáo khoa tiếng tàu cho lớp 3 và lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Đứng trước khả năng con em bị cưỡng bức học môn tiếng Tàu, nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản đối. Được biết, mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định bỏ môn tiếng Anh ra khỏi kỳ thi tốt nghiệp, nghĩa là Bộ Giáo dục xem ngoại ngữ là môn tự chọn chứ không còn xem tiếng Anh là môn bắt buộc. Điều đó phù hợp với xu thế chung, bởi nhiều người bị ép học tiếng Anh nhưng cả cuộc đời không đụng đến tiếng Anh, mặc dù tiếng Anh là thứ ngôn ngữ phổ thông nhất cho các nền văn hóa khác nhau kết nối. Và đây là hình quyết định cho trẻ em học tiếng Tàu của ông Nguyễn Kim Sơn. Nếu tiếng Anh là môn được quyền chọn lựa, thì những ngôn ngữ khác cũng phải tương tự, phải để cho học sinh tự quyết định học hay không học. Đứng trước phản đối của phụ huynh học sinh về việc đưa tiếng Trung vào giảng dạy từ tiểu học, bộ giáo dục như bị chạm vào tử huyệt, họ nhảy dựng lên như đĩa phải voi. Ngay trong ngày 5 tháng 12, báo chí đồng loạt đăng tải những bài viết cùng một nội dung y hệt nhau với những lời lẽ đe dọa rất bạo lực cách mạng. Bài viết đề nghị công an điều tra những người phản đối quyết định của ông Nguyễn Kim Sơn. Họ cho rằng dân xuyên tạc quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung của ông Bộ trưởng. Việc hàng loạt tờ báo lên khuôn cùng một lúc, cùng một nội dung, thì đấy không phải là lệnh của ông Nguyễn Kim Sơn, mà là lệnh của người có quyền lực cao nhất trong đảng một ông bộ trưởng nhỏ nhoi không chỉ đạo được trưởng ban tuyên giáo trung ương ra lệnh cho báo chí để bảo vệ mình được có người cho rằng bộ giáo dục quá vội vàng và phản ứng thái quá tuy nhiên nếu xem xét kỹ một bộ trưởng bộ giáo dục chẳng khiến cho toàn đảng phản ứng đồng loạt như vậy được chỉ có tổng bí thư chỉ đạo thì mới đồng bộ như vậy và đây là hình tàu hóa bộ máy nhà nước và bộ máy đảng. Năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc và ký với ông Tập Cận Bình 15 văn kiện, trong đó có văn kiện giao cho Trung Quốc đào tạo cho giới lãnh đạo Việt Nam. Đến nay đã qua giai đoạn 1, phía Trung Quốc đã đào tạo được hơn 1.500 cán bộ cho đảng Cộng sản Việt Nam. Mới đây, Bộ Giáo dục tuyển người để đưa qua Trung Quốc đào tạo, theo diện được Trung Quốc cấp học bổng. Đây không phải là sự hợp tác đào tạo, mà là ông Nguyễn Phú Trọng giao toàn đảng cho ông Tập Cận Bình trồng cán bộ. Tất nhiên, Bộ Giáo dục lập luận rằng việc dạy tiếng Tàu là dạy một ngôn ngữ như bao ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, nếu sâu chuỗi lại thì câu chuyện không đơn giản như vậy. Ví dụ như dạy tiếng Nhật và tiếng Hàn, đảng có bắt cán bộ sang Nhật và Hàn học tập để về làm việc trong bộ máy chính quyền hay không. Còn việc giải tiến Tàu từ bé và giao toàn đảng cho Tàu đào tạo là hai mặt của một vấn đề. Đó là quá trình Tàu hóa bắt đầu từ bộ máy đảng đến bộ máy nhà nước rồi tới toàn dân. Và đây là hình bị dân nhìn thấy tâm khiến đảng nổi điên. Một khi âm mưu xấu của chính quyền Cộng sản bị phát hiện thì họ sẽ điên cuồng chống lại họ sẽ dừng mọi cách để đè bẹp ý dân bởi nếu chỉ vì dân hiểu lầm ý đảng thì đảng đâu cần điên lên đòi dùng công an trừng trị như vậy đơn giản đảng chỉ cần viết bài giải thích rõ ràng trên báo chí là xong chuyện đơn giản như vậy tại sao đảng lại nổi điên hay là đảng đang có tật mà bị dân chọc vào đúng cái tật đảng muốn che đậy nên đảng đã điên lên chống trả hành động điên cuồng chống trả cũng là một dấu hiệu cho thấy sự bất chính của đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lộ âm mưu nhòi tiếng Tàu vào mầm non Việt, dân phản đối, tuyên giáo đem công an ra đe. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nội bộ đảng đã nát lại càng nát. Thưởng chính hô phong hoáng vũ tổng trọng thất kinh. Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa 13, tổ chức ngày 4 tháng 12 tại Hà Nội đã được giới quan sát chính trị Việt Nam hết sức quan tâm. Theo báo Nhân dân, tham dự và chỉ đạo hội nghị có các ông, bà, võ văn thưởng, phạm minh chính và trương thị mai. Hội nghị này không có sự hiện diện của tổng bí thư nguyễn phú trọng, cũng không rõ lý do vì sao ông trọng vắng mặt và đây là điểm bất thường. Đáng chú ý, báo tuổi trẻ ngày 4 tháng 12 với bản tin Chủ tịch nước cán bộ cấp dưới mà cứ lựa cấp trên, nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho đảng, đất nước, đã khiến giới quan sát hết sức bất ngờ. Và đây là hình chủ tịch nước, cán bộ cấp dưới mà cứ lựa cấp trên, nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho đảng, đất nước. Theo báo tuổi trẻ, ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước, đã nhấn mạnh vấn đề đoàn kết trong nội bộ đảng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, nhận thức về đoàn kết Đại đoàn kết có nhiều yếu tố mới và không chỉ ở Việt Nam mà trong khu vực thế giới cũng thấy rõ. Đoàn kết mà không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự. Giữa đoàn kết và chia rẽ thì đoàn kết sẽ mạnh hơn, phát triển hơn. Phát biểu này của ông Thưởng được cho là đã đụng chạm tới một vấn đề mà ai cũng biết, song lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại không dám thừa nhận và không dám động chạm tới đó là sự bất đoàn kết trầm trọng, tình trạng kéo bè, kết cánh, đấu đá và tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn thế nữa, chủ tịch thưởng còn bòi tiếp, cán bộ cấp dưới mà cứ lựa coi cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho Đảng, đất nước. Ông thưởng diễn giải: "Một cán bộ vào họp tập thể nhưng lại cứ suy nghĩ vấn đề ông thủ trưởng nói" suy nghĩ thế nào để mình nói phù hợp ý ông thì rất nguy hiểm. Cái đó là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên sự bưng bít, không lắng nghe sự thật. Không trao đổi một cách chân thành, lắng nghe, phân tích, mổ xẻ mà bàn vấn đề gì chỉ đi hỏi thủ trưởng, nghĩ thế nào để phát biểu cho chúng ý là không nên. Phát biểu kể trên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm dư luận liên tưởng đến việc trước đại hội đảng khóa 13. Những ý kiến nịnh bợ đối với Tổng Bí Thư khi ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm phá bỏ quy định theo điều lệ đảng để lại ở nhiệm kỳ thứ ba đó là đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, người tự ứng cử tại Hà Nội, đã ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng trước nghị trường Quốc hội vào ngày 29 tháng 3 năm 2021. Cảm động vô cùng với Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng, hiên ngang với gánh sơn hà nặng triệu hai vai. Theo giới thạo tin, ông Nguyễn Anh Trí đã trúng cử đại biểu quốc hội cả hai khóa 14 và khóa 15 vì biết nịnh tổng bí thư như vậy. Ngày 27 tháng 5 năm 2020, theo VNN Online, trong bài viết Trường hợp đặc biệt về tuổi như tổng bí thư là hạnh phúc của đảng, dân tộc Phó trưởng ban tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên đã đăng đàn nịnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo ông Nguyễn Hồng Diên, một số cán bộ trong khóa 12 được xem là trường hợp đặc biệt, trong đó có Tổng bí thư, Chủ tịch nước đều thể hiện rất xuất sắc trong công việc. Sau khi tân bốc nịnh bỡ người đứng đầu đảng là ông Nguyễn Phú Trọng và một số nhân vật hàng đầu của đảng vào ngày 8 tháng 4 năm 2021, Nguyễn Hồng Diên đã được ngồi vào ghế bộ trưởng Bộ Công Thương qua trò mèo bỏ phiếu bầu bán. Theo giới quan sát, vấn nạn nịnh lãnh đạo là vấn đề trầm kha trong nội bộ Đảng đã được cơ quan tuyên giáo của Đảng thường xuyên sử dụng. Ví dụ, bài viết đẩy lùi thói xu nịnh, ngăn chặn mối nguy hại khôn lường đăng trong một phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trên báo Quân đội Nhân dân ngày 18 tháng 7 năm 2019. Trong bài viết vừa kể, tác giả Nguyễn Tấn Tuân đã đưa ý kiến của trưởng ban tổ chức trung ương Phạm Minh Chính khẳng định rằng Nịnh hiện đang là căn bệnh nan y, không chỉ vậy, nịnh còn tác động trực tiếp đến chất lượng công tác cán bộ trong đảng. Một số người được nịnh vì ưa lời ngon, tiếng ngọt, say sưa với cảm giác được làm bề trên nên sinh ra sao lòng, thiếu tỉnh táo, mất bản lĩnh, không đánh giá đúng thực chất cán bộ, thiên vị cho kẻ luồn cuối, không trọng dụng cán bộ tốt, mà lại tạo điều kiện cho người xấu lấn lướt, lộng quyền, thăng tiến. Cũng rất may cho Thủ tướng Chính, ông phát biểu cách đây đã lâu, dư luận cho rằng nếu ông Chính nói đúng vào trước các hội nghị Trung ương 7 và 8 khóa 13 vừa qua, thì Tổng bí thư sẽ xé xác Thủ tướng ra từng mảnh và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo giới thạo tin, việc ông Võ Văn Thưởng đặt vấn đề mất đoàn kết nội bộ cũng như vấn nạn nịnh được cho là nhắm tới Tổng bí thư Trọng. Điều đó xảy ra vào thời điểm thế và lực của Tổng Trọng hết sức mong manh. Từ vụ bê bối của đại gia Lê Thanh Thản, tập đoàn Mường Thanh, hai vụ ký huân chương lao động cho tập đoàn lừa đảo Việt Á, đến vụ đại án đình đám Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan mới đây, Chắc chắn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm của người đứng đầu về để lọt những con sâu bự phá nát hệ thống. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học từng nhắc lại ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng than trong sự bất lực rằng: Vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như vậy, nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó? Về phát biểu vừa kể, dư luận cho rằng có lẽ ngoài ông Trọng thì chỉ có ông Trời mới hiểu được số phận bi đát của người đứng đầu đảng trong tâm thế sắp nghỉ hưu mà vẫn không biết mình có được hạ cánh an toàn hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nội bộ đảng đã nát lại càng nát Thưởng chính Hồ Phong Hoáng Vũ tổng trọng thất kinh Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới